Chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một buổi chiều ha. Đây là khu vườn mai tàn của mình nè mọi người. Ở chỗ mình thì vừa mới có một cơn mưa rất lớn và thời tiết vô cùng mát mẻ luôn. Mình cũng vừa mới rải phân cho mai tàn ha. Thấy trời có dấu hiệu mưa là mang phân ra rải liền mọi người. Tại vì nay cũng đã tới cự phân của cây rồi. Rải xong một cái là trời mưa luôn. Rất chi là tuyệt vời ha. Tại vì mình đỡ phải xả. Mỗi khi mà làm được một cái việc gì đó mà hoàn thành xong á mọi người, cảm thấy trong người nó rất chi là vui luôn. Đây là mai tàn của mình này. Mai của mình thì hiện tại đang phát triển tương đối tốt. Cây đang đi đọt chuyền chuyền ha. Lá nở to. Hôm nay thì cũng tới cái cự xịt thuốc sâu cho cây rồi nè. Nhưng mà trời mưa này ướt hết lá rồi, không có xịt được ha. Đành phải dời lại ngày sau. Ngoài cái việc mà phân thuốc đều đặn cho cây á, thì mình cũng đang tích cực bấm đọt này. Mọi người thấy không? Bấm đọt này. Và những cái nách lá này nó lại búng ra tiếp, mình cũng lại bấm tiếp này. Đó. Bấm đọt và tỉa những cái nhánh sữa tàn cho cây. Đây, quay cho mọi người xem này. Đó. Cái lượng lá mà rất ở dưới là rất chỉ là nhiều ha. Mấy ngày hôm nay mình đang tích cực tỉa đó mọi người. Tại vì mình thấy tỉa thì cây nó nhìn nó thoáng cây hơn, nó đẹp hơn. Và nó, ví dụ như một cái cây, một cái nhánh như thế này ha, nó lên cả chùm đọt như thế này này. Đó, thì mình tỉa đi một vài cái, chỉ để lại tầm 3-4 cái thôi, tùy vào cái tàn của cây ha. Thì cây nó sẽ tập trung nuôi lại, nuôi những cái nhánh lại nè. Nó sẽ mập hơn, đẹp hơn. Và sau này mình làm bông hoa thì nó cũng đạt hơn. Này là mình tỉa hết rồi một lượt rồi đó ha. Đó, lá này. Lá nó nở rất chứ là to luôn. Hôm nay thì rải phân cho cây. Bình thường thì những cự trước á, thì mình tưới. Nhưng mà nay mình thấy cây của mình phát triển cũng tương đối tốt rồi. Bộ rễ nó lên cũng khá mạnh rồi. Ăn ra đến ngoài này luôn rồi. Cho nên là mình quyết định rải phân ở đây thì có hai loại mọi người. Một ký rong biển kết hợp với nửa ký 15-3-20 ha. Để giúp cho cây nó vừa đi đọt và vừa mập đọt. Đấy. Ở đây mình cũng có sửa cái đọt ở trên cho cây này, mọi người thấy không? Còn như ở đây cái này có tới 3 cái đọt ha. Thì mình chẻ ra hai cái và giữ lại cái ở trên này. Sau này cái này thì hai cái đọt này thì mình sẽ tỉa bỏ và chỉ lấy một cái thôi để xem cái nào đẹp hơn như đó. Đó. Nói chung thì làm hoa kiểng rồi làm hoa là phải chăm sóc suốt ở ngoài vườn mọi người. Sáng ngủ dậy là mình cứ phải đi ra này, thăm cây, xem cây rồi tỉa bấm đó, xuyên suốt. Nay thì cây của mình đã phát triển tốt rồi, mình cũng mừng rồi ha. Rải phân thì nó khỏe hơn so với tưới, nhưng mà mình cần phải kiểm soát cái lượng phân mình rải. Ví dụ như của mình ở đây là 170 cây ha, mình rải có con một một ký rưỡi hai loại phân, đó là rong biển kết hợp với 15-3-20 ha. Đó là một ký rưỡi thôi mà rải cho 170 cây thì cái lượng phân như vậy nó cũng không có lớn đâu, nó ở mức bình thường thôi. Nhà mình đi phân mai á, mình đi ít lắm như vậy. Và đều đặn cứ một tuần hoặc là hơn một chút ha, thì mình đi một lần. Và mình đi như vậy thì mình thấy cái cây của mình nó phát triển cũng tương đối tốt. Nói chung thì cái phần phân thuốc là tùy vào cây và tùy vào cái cách làm của mọi người để xử lý. Nếu như cây của mình mà còn yếu về đọt nè, và cây nó chưa được mảnh rễ thì mình nên tưới. Và mình cũng nên thay đổi loại phân, lượng phân để nó phù hợp hơn. Còn cây của mình thì bây giờ thì nó đang lên rồi, bự tàn này nè. Mọi người thấy không? Bây giờ là nó muốn kín cái tàn luôn này. Cây đang phát triển rất đẹp. Lá thì nở to. Bộ rễ cũng mạnh rồi, cho nên mình lựa chọn rải để nó tiết kiệm cái công cụ sức của mình ha. Đó. Và rải ở đây thì mình cũng dùng một cái thìa đó, một cái muỗng á, mình chia đều ra cho từng cây, một cây như vậy vài chục hạt. Rải phân nó phải kiểm soát cái lượng phân rải cho cây mọi người ơi. Có nhiều người thì kiểm soát rất tốt ha, nhưng mà có nhiều người là giống như mình này, mình kiểm soát không tốt. Cho nên là nếu mà mình không có cái lường giống như là cây muộm hoặc là cái gì đó thì mình hay rải quá. Cho nên ở đây thì mình dùng một cái muộm trắng nhỏ xíu, chuyên dùng cho rải phân của mình ha. Mình cứ rải đều lên trên xung quanh này. Đó, rải xung quanh như thế này nè mọi người. Rải xung quanh cái vành chậu ha. Đó.
Nếu mà rải xong mà không có mưa thì mình phải xả chút để cho phân nó tan ra, cây nó hấp thụ nó được tốt hơn. Hên của mình hôm nay là mình rải xong một cái là có trời mưa liền, cho nên là mình không cần phải phải xả. Mưa này mưa rất lớn mọi người, đã bước vào mùa mưa rồi đấy mọi người thấy không, mai rất là đẹp. Thì nếu như mọi người mà quan tâm về mai tàn, chăm sóc cây từ lúc mà mình mua cây về ha, đó, tỉa rồi các bước chăm sóc mai tàn, thì có thể vào kênh của mình tham khảo thêm. Mình làm video khá đầy đủ, nhà mình thì làm như thế nào thì mình đưa như vậy thôi, cũng chủ yếu là tưới phân với xịt thuốc cho mai. Giai đoạn này thì mình khỏe rồi ha, giai đoạn mà mới mua về thì mình tốn rất nhiều công để chăm bón, để cho cây nó phát triển mạnh về rễ, về lá. Còn đến cái giai đoạn này thì mình tập trung vào, ngoài cái phân thuốc ra rồi nhá, thì mình phải tập trung vào bấm đợt sửa tàn cho cây nữa. Đó, nay cũng là nửa tháng tư rồi ha. Đấy, mọi người thấy không? Một cái nhánh mai nhỏ này mà nó ra này, tuyệt vời không? Bự, to, lá nữa rất là đẹp. Nay có sâu rồi, sâu ăn rồi này. Nhưng mà mưa ướt cái lá cho nên là không có xịt được ha. Này thì phải chờ đến mai mà không biết mai có mưa không nữa. Tại vì thời tiết ở miền Tây mà vào mùa mưa thì buổi chiều hay bị mưa lắm. Nhưng mà cái này thì cũng phải xịt mọi người, lựa cái thời điểm để mình xịt. Tại vì mình để lâu ấy thì cây nó sâu nó sẽ bị ăn và ăn lá ấy, ha. Đấy, dắt mọi người đi một vòng toàn vườn mai của mình. Hiện tại thì mình có 170 cây mai tàn nhá. Cây thì cây này là ở tầm trung, hiện tại thì cao cũng tầm 1,5 m ha. Mai này là mai vàng bình lợi, mình nuôi để cuối năm này mình xuất vườn, cho nên mọi người mà có mua mai về trưng Tết này hoặc là bán Tết thì có thể liên hệ ủng hộ nhà mình. Nói chung thì ngoài những cây mà đẹp như thế này thì cũng có một số cây nó như thế này nè. Cây này thì nó chưa được đẹp lắm, nhưng mà mình tin là khi mà nó ra thêm một hai cây đọt nữa thì nó cũng sẽ rất tuyệt vời ha. Đấy, nhìn cây đọt này đang lên nè mọi người. Bên này nó hơi trống chút thì mình cũng sẽ sửa cái tàn nó, kéo cọng dây chì sửa lại đó. Đấy, ngoài ra thì ở bên này mình cũng có một số cây nó bự. Vườn mình thì vẫn có một số cây nó bự ha. Cây này là có sửa nhánh nè mọi người. Đó, có sửa lại một số nhánh này để cho cái tàn nó nhìn nó được đẹp hơn. Đây, để mình sang đây mình quay cho mọi người xem một số cây mai mà ở bên này nữa. Đó, hôm bữa thì vườn mai của mình nhìn khác, nhưng mà giờ mình mới sắp xếp lại một chút để tản những cái mai mai ghép này ra ha. Đấy, mọi người thấy không? Ở bên này thì có một số cây nó rất là tùm luôn. Đó, lên lá rất là đẹp. Một cây mai như thế này là rất chỉ là nhiều đọt luôn, và nó lên cấp độ nhân, cho nên cái thời gian mà bây giờ mình ra vườn mà bấm đọt là mất lâu lắm đó mọi người, nhiều thời gian lắm. Đó. Đây. Đó. Cây này tương đối bự nha, cây này cao cũng là 2 m rồi, hoành cũng tương đối bự, cây này thì bự hơn một chút ha. Đó, nói chung thì bự thì nhìn như vậy thôi, chứ thời điểm bây giờ thì cũng chưa nói được gì đâu mọi người. Tại vì quan trọng là tới lúc mà cây xuất vườn ha, thì mình đi được bao nhiêu cơi và cái tàn của mình nó ra được bao nhiêu. Đó, bông hoa nó có đạt hay không nó mới là chuyện quan trọng nữa ha. Đó, cái này mình vẫn bán ship qua mạng nha mọi người. Mọi người mua một hai cây thì mình vẫn bán và ship qua mạng được. Ở chỗ mình thì mình thấy hầu như rất nhiều người ha, làm vườn thì bây giờ người ta cũng kết hợp với việc bán hàng và ship qua mạng rất là nhiều luôn. Đó, đi một vòng ở dưới này thì cũng có những cây nó rất bự này. Rồi, video của mình thì tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Đó, toàn cảnh cái khu vườn mai của mình.
Rồi, bên kia nữa 170 cây nha mọi người. Đó, đang tản mai ghép ra này. Mai ghép thì làm lần lần ha. Đó, nguyên toàn vườn. Đây, ba.